bệ hạ, xin thánh quân theo thần dân về gót, lòng bào nên cưới rồi trao cho chàng, tìm đường đào giống thoát nơi hang hùng, trở về triều ca thánh quân an toàn, đừng để lũ sói lang xúc phạm thần rồng. Ta chẳng lo bởi vì ta là hạng gió, trú giặc nghe tên là phải run rời. Ngàn đời hạng dương sớ ban hoài hùng, lục thần đồn thâu 800 chư hầu, thì giặc có chia đâu có ăn thua gì. Vì ta đây ly phiền nên hai khanh đứng lấy tai nạn, một mai ta thoát nguy nơi dương triều ban tước công hầu, bằng như tha cứng sông xin kiếp sau đời.